Bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có độ cao trên 2.000 mét, với phần đa là đồng bào dân tộc Mông cùng sinh sống. Khác với những bản Mông treo leo trên sườn núi, đường đi lại còn nhiều khó khăn. Mới đây, một con đường bê tông ý đảng lòng dân dài hơn 2 km, rộng 3,5 mét, kéo dài từ đầu bản đến cuối bản với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng đã được hoàn thành và đi vào sử dụng. Đặc biệt, kinh phí xây dựng con đường này được vận động từ nguồn xã hội hóa, trong đó do chính người dân đóng góp và xây dựng. Bản Nậm Nghẹp là bản đặc biệt khó khăn của xã Ngọc Chiến, bản cách trung tâm xã 12 km. Ở đây đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, vất vả và gian khổ việc khánh thành tuyến đường chính nội bản dài 2 km từ đầu bản đến cuối bản. Nó mang lại giá trị rất lớn, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, đặc biệt là việc tiêu thụ quả sơn tra và nông sản và nông nghiệp. Nông nghiệp là vùng lõi của du lịch, tuyến đường hoàn thành sẽ khai thác triệt để các lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch. Tháng 3 vừa qua, rừng sơn tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến đã được ghi nhận kỷ lục là vườn sơn tra lớn nhất Việt Nam. Con đường được mở ra đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa và phát triển du lịch tại địa phương.